Thầy An mến chào các em học sinh. Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập cuối chương 1 ở trang 19. Câu 1. Phát biểu nào sau đây không là một mệnh đề toán học? Thì mệnh đề toán học nó là một phát biểu, một khẳng định có thể đúng hoặc là sai về một sự kiện trong toán học. Thì mình thấy câu A nè. Tích của 3 số tự nhiên liên tiếp luôn chia cho 3. Ok, nó là một mệnh đề toán học. Nếu cái góc này bằng 90 độ thì M nằm trên đường tròn đường kính AB. Đúng rồi. Câu C. Ngày 2 tháng 9 là ngày quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mình thấy câu C nó không có liên quan gì đến một sự kiện trong toán học cả. Cho nên câu C này không là một mệnh đề toán học nha. Câu C này không là một mệnh đề toán học. Câu D, mọi số nguyên tố đều là số lẻ. Đây là một mệnh đề toán học. Đó, vậy chúng ta trả lời là câu C. Câu 2. Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của mệnh đề phủ định đó. Mệnh đề A. Đồ thị hàm số y bằng x là một đường thẳng. Bây giờ muốn lập mệnh đề phủ định dễ lắm. Các bạn thêm cái từ không vào đây nha. Không phải, không hoặc là không phải vào chỗ này là được. Đây các bạn. Câu 2. Mệnh đề phủ định của mệnh đề A chúng ta ký hiệu là A ngang. Đồ thị hàm số y bằng x, mình thêm cái từ không phải là một đường thẳng. Không phải là một đường thẳng. Đó. Rồi tiếp tục mình xét tính đúng sai của nó. Ha, xét đúng đúng sai. Thì mệnh đề A ngang này là sai. Bởi vì y bằng x, đồ thị của nó là một đường thẳng ha. Mệnh đề A ngang sai. Vì đồ thị hàm số y bằng x là một đường thẳng. Rồi bây giờ tới B. Đây là phát biểu B, mệnh đề B. Đồ thị hàm số y bằng x bình không đi qua điểm A 39. Thì bây giờ B ngang của chúng ta là mệnh đề phủ định của B đó. Chúng ta bỏ cái từ không này là được ha. Mình thêm hoặc là bớt từ không hoặc là không phải. Ở câu A chúng ta thêm, câu B có rồi thì chúng ta bớt. Đồ thị hàm số y bằng x bình phương đi qua điểm A 39. Đó, mệnh đề đảo của nó. Bây giờ mệnh đề này đúng hay sai các bạn? Mệnh đề này là đúng ha. Vì chúng ta thế vào đây nè. 3 chúng ta thế vào x là 3 bình thì bằng 9. 9 đúng rồi. Mệnh đề B ngang đúng. Vì nếu mình thế vào y chúng ta thế bằng 9, x chúng ta thế vào 3 ha. Đó. Vì cái điều này đúng, chính là bằng 3 bình. Rồi, chúng ta xong. Chúng ta qua câu 3. Cho tứ giác ABCD, lập mệnh đề B suy ra Q. Có nghĩa là nếu P thì Q đó. Và xét tính đúng sai của mệnh đề đó. Với câu A, P
mệnh đề B nè, tứ giác ABC là hình chữ nhật. Mệnh đề Q nè, tứ giác ABCD là hình bình hành. BC là Q có nghĩa là nếu B thì Q. Nếu B thì Q có nghĩa là nếu tứ giác ABCD là hình chữ nhật thì tứ giác ABCD là hình bình hành. Nếu B thì Q. Đây mình ghi là mệnh đề P suy ra Q là nếu tứ giác ABCD là hình chữ nhật thì viết tắt nha. Thì Q có nghĩa là tứ giác. Tứ giác ABCD là hình bình hành. Đó, nếu B thì Q. Rồi bây giờ mình xét tính đúng sai. Đây là mệnh đề đúng. Đây là mệnh đề đúng. Vì sao các bạn? Vì mỗi hình chữ nhật đều là hình bình hành ha. Vì mỗi hình chữ nhật đều là hình bình hành. Hình chữ nhật là một trường hợp đặc biệt của hình bình hành. Nè. Hình bình hành mà có một góc vuông thì nó trở thành hình chữ nhật. Rồi, câu B. Mệnh đề P, tứ giác ABCD là hình thoi. Mệnh đề Q, tứ giác ABCD là hình vuông. Như vậy thì mệnh đề B suy ra Q chúng ta sẽ ghi là nếu tứ giác ABCD là hình thoi thì tứ giác ABCD là hình vuông. Mệnh đề B suy ra Q là nếu tứ giác ABCD là hình thoi thì nếu B thì Q thì tứ giác ABCD là hình vuông thì tứ giác ABCD là hình vuông. Rồi bây giờ mình xét tính đúng sai của mệnh đề này. Thì hầu hết các hình thoi nó không phải là hình vuông nha. Cho nên là đây là mệnh đề sai. Đây là mệnh đề sai. Vì hầu hết các hình thoi không phải là hình vuông. Ví dụ hình thoi này. Bài thể tay cho nhanh ha. A, B, C, D. Ví dụ cái hình thoi này nó không phải là hình vuông. Đồng ý chưa? Hình vuông là hình thoi. Nhưng mà hình thoi chưa chắc là hình vuông. Bởi vì hình vuông là một trường hợp đặc biệt của hình thoi. Đó. Rồi, chúng ta chọn câu 3. Mình qua câu 4. Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau. Mệnh đề A người cho như này thì mệnh đề phủ định của nó sẽ là mệnh đề A ngang, mình được lập như sau. Chữ mọi thì chúng ta thay thế bằng chữ tồn tại ha. Tồn tại x thuộc R
tồn tại x thuộc r. Đây là mọi x thuộc r thì mệnh đề phủ định sẽ là tồn tại x thuộc r. Còn đây là px thì chúng ta sẽ sửa thành p ngang nha, px ngang. Đây là x bình cộng 4x cộng 5. X bình cộng 4x cộng 5 khác không thì chúng ta sửa thành bằng 0. Đó, thì chúng ta sẽ có được mệnh đề phủ định của mệnh đề A. Mệnh đề A ngang là mệnh đề của phủ định của mệnh đề A. Đó. Quy tắc là người ta cho mọi thì mình thay thành tồn tại. Người ta cho tồn tại thì mình thay bằng từ mọi. Và Px thì chúng ta sẽ thế thành Px ngang. Tương tự như vậy. Câu B. Mệnh đề B đây. Thì mệnh đề B ngang của chúng ta sẽ như thế nào? Ở đây là mọi x thuộc r thì mình sửa thành tồn tại x thuộc r. Tồn tại x thuộc r. Sao cho? Ở đây người ta cho px thì chúng ta sửa thành px ngang. Px ngang nè. X bình cộng x này là lớn hơn hoặc bằng 1 thì chúng ta sẽ sửa thành bé hơn 1. Đó. Rồi mệnh đề C thì C ngang của mình. Ở đây người ta cho tồn tại x thuộc z thì mình sửa thành mọi x thuộc z. Px nè là 2x bình cộng 3x trừ 2 bằng 0. Đây là Px thì mình sửa thành Px ngang. Px ngang thì sẽ thành khác không. Cuối cùng, mệnh đề D thì mệnh đề phủ định của nó sẽ là D ngang. Tồn tại x thuộc z thì mình sửa thành mọi x thuộc z. Đây người ta cho là Px thì mình sửa thành là Px ngang. X bình bé hơn x thì Px ngang sẽ là lớn hơn hoặc bằng x. Nó ngược lại ha. Bé hơn thì mình sửa thành lớn hơn bằng. Bằng thì mình sửa thành khác. Khác thì mình sửa thành bằng. Lớn hơn hoặc bằng thì chúng ta sửa thành bé hơn. Đó. Có nghĩa là Px chúng ta sẽ sửa thành Px ngang. Còn mọi thì mình sửa thành tồn tại. Còn cho tồn tại thì mình sửa thành mọi. Đó là cách để mà chúng ta lập mệnh đề phủ định. Rồi, ok, chúng ta xong câu 4. Câu 5. Dùng ký hiệu để viết mỗi tập hợp sau và biểu diễn mỗi tập hợp đó trên trục số. Đó. Thì muốn làm được cái điều này thì các bạn phải thuộc cái bảng này ha. Đó, cái bảng này. Rất đơn giản đúng không? Mình chỉ thay AB bằng những cái số này thôi. Đó, thì ví dụ nha. Ví dụ câu A nè, các bạn thấy nè, x thuộc R sao cho x lớn hơn trừ 2 và bé hơn trừ 1. Đây, nó giống trường hợp này đúng không? X lớn hơn A và bé hơn B. Đó. Thì lúc này A của chúng ta chính là khoảng này. Và biểu diễn trên trục số là biểu diễn như thế này. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta làm. A của chúng ta sẽ bằng, đây là lớn hơn trừ 2, có nghĩa là cái khoảng trừ 2 cho tới trừ 1. Rồi, biểu diễn nè. Đây là trừ 2, đây là trừ 1. Mình lấy trong cái khoảng này, ở ngoài chúng ta bỏ đi. Ok. Xong câu A. Câu B. Tập hợp B của chúng ta sẽ là đoạn trừ 3 đến 0 đúng không?
và lấy trừ 3 luôn. Trên lúc này là ngoặc vuông, lấy trừ 3 và lấy 0, trừ 3 đến 0 nên là ngoặc vuông ha. Rồi biểu diễn đây là trừ 3, đây là 0. Chúng ta lấy hai giá trị này luôn, cho nên là ngoặc vuông. Còn ngoặc tròn là không lấy. Đó. Thì câu B nó sẽ giống với trường hợp này ha. Đoạn này. Lớn hơn bằng A, bé bằng B. Đó. Đây. Lớn hơn bằng A, bé bằng B. Rồi. Câu C. Tập hợp C của chúng ta bé hơn 1. Bé hơn 1 có nghĩa là chạy từ âm vô cùng cho đến 1. Bằng 1 là vẫn lấy số 1. Đó. Biểu diễn. Số 1 đây. Mình lấy phần này ha. Còn phần này chúng ta bỏ đi. Và cuối cùng, câu D lớn hơn trừ 2. Lớn hơn trừ 2. Có bằng không? Không. Lớn hơn trừ 2. Có nghĩa là chạy từ trừ 2 cho đến dương vô cùng ha. Lớn hơn trừ 2 có nghĩa là từ 2 đến dương vô cùng. Đó. Nó ứng với lại trường hợp nào các bạn? Trường hợp nào? Đây. Lớn hơn A. À, lớn hơn A. Là từ A đến dương vô cùng. Đó. Còn câu C là nó ứng với cái gì? Câu C là âm vô cùng đến 1. Âm vô cùng đến 1. Câu C đây. Không phải. Âm vô cùng đến 1. 1 lấy không các bạn? Lấy số 1. Vậy là câu C ứng với trường hợp này. Âm vô cùng đến 1 nè ha. Đó thì các bạn thuộc cái bảng đó thì các bạn làm được thôi. Rồi, âm 2 ở đây. Không lấy âm 2, có nghĩa là ngoặc tròn. Đến dương vô cùng là bỏ phần này ha. Dương vô cùng là nằm ở phần này. Âm cuối cùng là nằm phần này. Rồi. Chúng ta xong. Câu 5. Mình qua câu 6. Giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2018 được tổ chức ở Liên bang Nga, gồm 32 đội. Sau vòng thi đấu bảng, ban tổ chức chọn ra 16 đội, chia làm 8 cặp đấu loại trực tiếp. Sau vòng đấu loại trực tiếp đó, ban tổ chức tiếp tục chọn ra 8 đội, chia ra làm 4 cặp để đấu loại trực tiếp ở vòng tứ kết. Gọi A là tập hợp 32 đội tham gia World Cup 2018. B là tập hợp 16 đội ở vòng thi đấu bảng. C là tập hợp 8 đội thi đấu ở vòng tứ kết. Người ta bảo chúng ta là sắp xếp các tập hợp ABC theo quan hệ là con. Thì tóm tắt lại đề ha. Lúc đầu chúng ta có 32 đội. Đó. Và người ta gọi A là tập hợp 32 đội tham gia World Cup này. Đây là tập hợp A. Được chưa? Thì bây giờ bắt đầu mới thi đấu bảng ha. Đây là thi đấu bảng, à, vòng thi đấu bảng, chính xác là vòng thi đấu bảng. Vòng thi đấu bảng này cho ra 16 đội loại và 16 đội vô vòng trong ha. 16 đội này vô vòng trong và 16 đội này chúng ta gọi là B nè. B, B là tập hợp 16 đội này. Đúng chưa? Rồi tiếp theo, 16 đội này chia làm 8 cặp
thi đấu loại trực tiếp, bây giờ là thi đấu loại trực tiếp, có nghĩa là thằng nào thắng thì vô, thằng nào thua thì loại. Dẫn ra 8 đội loại và 8 đội này vô vòng tiếp theo. Và 8 đội này người ta gọi là tập C. Đó. Đúng không? Rồi tiếp tục vô vòng tứ kết này người ta lại đấu tiếp ha. Đấu tiếp. Lúc này người ta nói là thi đấu vòng tứ kết. Đó, tứ kết. Rồi, tới đây mình không cần quan tâm nữa, bởi vì đề của chúng ta tới đây thôi. Thì các bạn thấy nè, 32 đội này loại ra 16 đội, còn 16 đội. 16 đội này loại ra 8 đội, còn lại 8 đội. Vậy có phải là 8 đội này cũng chính là 8 đội trong cái 16 đội này, đúng không? Và 16 đội này cũng chính là 16 đội trong cái 32 đội này. Đó. Thì điều đó chứng tỏ là C là con của B và B là con của A. Nha. Vì 8 đội này nằm trong 16 đội này, đúng không? Đó. Cho nên người ta bảo mình là sắp xếp các tập hợp ABC theo quan hệ là con. Thì mình thấy là C là con của B, B là con của A. Đây. Bài 6. Câu A. Ta có C là tập con của B và B là tập con của A. Ok. Người ta bảo mình là chứng minh A giao với C bằng B giao với C. Mình thấy nè, A là 32 đội, C là 8 đội. Thì 8 đội C này cũng chính là 8 trong 32 đội ở tập hợp A. Đúng không? Cho nên là A giao với C thì cũng bằng C. Câu B. Ta có A giao với C chính là bằng tập C. Tương tự như vậy, B giao với C, 8 đội này cũng là 8 trong 16 đội này, đúng trong này luôn ha. Có nghĩa 16 đội này loại ra 8 đội và còn lại 8 đội, có nghĩa 8 đội này chính là con của 16 đội này luôn, có nghĩa là 8 đội này nằm trong cái 16 đội này luôn. Cho nên là B mà giao với C thì cũng sẽ bằng C, cũng bằng 8 đội này luôn. Bởi vì 8 đội đó vừa nằm trong C, vừa nằm trong B. Đây là 8 đội này vừa nằm trong C, vừa nằm trong A. Còn B mà giao với C thì chúng ta cũng được C luôn. Bởi vì 8 đội này vừa nằm trong C mà vừa nằm trong B. 8 đội này vừa nằm trong C, vừa nằm trong A luôn. Cho nên là giao của hai bạn này là C. Đó. Vì A giao C bằng C, B giao C cũng bằng C, nên suy ra là A giao với C cũng bằng B giao với C. Rồi, chúng ta xong. Câu B. Câu C. Tập hợp hiệu của A và B gồm những đội bóng bị loại sau vòng đấu nào? Đó. Thì mình thấy nè, A đây, B đây. Hiệu của A và B có nghĩa là những đội là thuộc A nhưng không thuộc B. Đúng không? Đây là thuộc B. Những đội không thuộc B mà thuộc A là đội này, những đội đây. Đó, 16 đội này là thuộc A mà không thuộc B. Đây nè. Đây chính là hiệu của A và B. Hiệu của A và B có nghĩa là thuộc A mà không thuộc B. 16 đội này là thuộc B. Còn 16 đội này là thuộc A, thuộc tập A mà không thuộc tập B. Đó, cho nên người ta hỏi mình là gồm những đội bóng bị loại sau vòng đấu nào? Thì bị loại sau vòng thi đấu bảng ha. Vòng thi đấu bảng. Câu C. Mình trả lời là tập hợp hiệu của A và B
gồm những đội bóng bị loại sau vòng thi đấu bảng. Bị loại sau cái vòng này nè, vòng thi đấu bảng ha. Sau vòng thi đấu bảng. Được chưa? Các bạn nam thì có vẻ rành những cái bài này hơn là các bạn nữ, đúng không? Tại vì các bạn nam thích xem bóng đá hơn nên biết hơn. Rồi, chúng ta xong bài 6. Mình qua bài 7 các bạn. Cho tập hợp A, B. Xác định A giao với B. A hợp với B. Hiệu của A và B. Hiệu của B và A. Và hiệu của R và B. Đây, ta có thứ nhất là A giao với B. Thì nếu mà chưa quen thì các bạn sẽ vẽ ra. Đây, A là 03, 03. Đây, A của chúng ta đây. Còn B là 2 đến dương vô cùng. 3 đây thì 2 nằm lỗ đây ha. 3 đây thì 2 nằm đây. 2. 2 đến dương vô cùng. 2 đến dương vô cùng là phần này chúng ta bỏ. Đó. Như vậy thì mình cần xác định là A giao với B. Giao là chúng ta lấy phần chung nha, phần chung. Đó. Thì muốn lấy phần chung thì chúng ta giống bằng này lên, 2 đây giống lên đây. 2 đây. Ngoặc này đúng không? Phần này bỏ đúng không? Đó. Như vậy thì A giao với B chúng ta còn lại tập hợp đó là từ 2 đến 3 ha. 2 đến 3. 3 là ngoặc vuông. Ok. Chúng ta được A giao với B. Rồi, tiếp theo. A hợp với B. Còn nếu mà các bạn quen rồi, các bạn nhìn vô là thấy liền các bạn. Làm lại nha. Đây là 0. Đây là 3. Tập A đây. Bỏ. 2 đây. Đây là tập B. Thì A mà hợp với B có nghĩa là chúng ta lấy tất cả những phần tử thuộc A hoặc thuộc B. Đó, mình lấy này. Từ 0 cho đến 2, cho đến 3 là thuộc A. Qua đây, thuộc B. Đó, có nghĩa là từ 0 cho đến, đây là dương vô cực đúng không? Từ 0 cho đến dương vô cực. Không lấy không? Vẫn lấy số 0. Không nó vẫn thuộc A. Đây, 0 cho đến dương vô cực. Ok chưa? 0 cho đến dương vô cực. Rồi, tiếp theo. Hiệu của A và B. Hiệu của A và B. Tiếp tục, thì vẽ một lần nữa. 0, 3, bỏ, bỏ, no, 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 2, rồi, hiệu của A và B, thì chúng ta lấy những phần tử thuộc A, nhưng không thuộc B, B mình loại ra, loại B ra, đó, A đây, B đây, loại B ra, có nghĩa là B mình chiếu lên đây nè, 2 này chiếu lên đây. B đây, loại B ra, loại B ra thì chúng ta bỏ ra, đúng không? Còn lại là 0 đến 2, đúng không?
còn lại là không cho đến hai. Hai này lấy không? Cái mặt này, mặt tròn này là không lấy hai, có nghĩa chúng ta không loại hai. Nè, đây là loại, mà đây là không loại, không loại hai. Không loại hai có nghĩa là vẫn lấy hai đúng không? Không loại hai là vẫn lấy hai. Ok. Không loại hai là vẫn lấy hai. Rồi tiếp theo, bởi vì hai này, hai nó đâu có nằm trong B đâu, không? Hai đâu nằm trong B? Đây là không có lấy hai, B nó không có hai, B nó không có hai thì mình không có loại B, mình vẫn lấy B. A hiệu B thì mình vẫn lấy hai. Rồi tiếp theo là B hiệu A ha, hiệu của B và A, hiệu của B và A. Thì lúc này chúng ta lấy những phần tử thuộc B nhưng không thuộc A. Tiếp tục một lần nữa các bạn. Không, ba, đây là hai. Rồi thuộc B nhưng không thuộc A. A nè, B nè, thuộc B nhưng không thuộc A, thuộc B nhưng không thuộc A. Chiếu xuống đây là ba. A này bỏ, A này, A này đó bỏ đúng không? Vậy thì chúng ta còn lại là ba cho đến dương vô cực. Ba đây là bỏ nè, ba bỏ rồi thì đây là dấu mặt tròn ha, ba đến dương vô cực chúng ta được là ba cho đến dương vô cực. Ba nó nằm trong A cho nên bỏ rồi. Ba nằm trong A bỏ, bỏ là mình không lấy ba. Dấu tròn là không lấy, còn chỗ vuông là lấy. Và cuối cùng là hiệu của R và B. Hiệu của R và B. B của chúng ta nè, R nè. Đây là R. Còn B là 2 đến dương vô cực. 2 đến dương vô cực. Bây giờ hiệu của R và B, có nghĩa là B chúng ta bỏ đi. B là 2 đến dương vô cực, chúng ta bỏ đi. Đó. Thì còn lại là âm vô cực cho đến 2. 2 lấy không? Lấy. Bởi vì mình bỏ những bạn lớn hơn 2 trở đi. Dấu này là dấu không có lấy 2, bỏ 2 đi. Không có lấy 2, có nghĩa những bạn lớn hơn 2 mình bỏ đi, 2 vẫn giữ lại. Đó, có nghĩa là hiệu của hai bạn này chúng ta được âm vô cực cho đến 2. Âm vô cực cho đến 2. Và vẫn lấy 2 ha. Vẫn lấy 2 là dấu vuông. Bởi vì hai này không có bỏ đi nha. Hai này nó không có thuộc B. Cái này là B là từ 2 trở đi nhưng mà không có lấy 2, lớn hơn 2 trở đi nha. Dấu này là dấu lớn hơn 2 trở đi. Rồi. Chúng ta xong. Bài 7. Và bây giờ chúng ta qua bài 8. Rồi E là tập nghiệm của phương trình này. G là tập nghiệm của phương trình này. Tìm tập P là giao của E và G. Thì muốn tìm tập P chúng ta phải liệt kê ra. E là gồm những phần tử nào? G là gồm những phần tử nào? Sau đó chúng ta lấy những cái phần chung. Ta có muốn tìm tập E gồm những phần tử nào? Chúng ta đi giải cái phương trình này. Đó. X bình phương trừ 2X trừ 3 bằng 0. Phương trình này có hai nghiệm. À. Phương trình này chúng ta nhẩm được các bạn. A là 1, B là trừ 2, C là trừ 3.
Như vậy thì nếu mà chúng ta lấy A trừ cho B cộng cho C thì bằng 0, đúng không? A trừ B cộng C bằng 0. Cho nên là phương trình này có hai nghiệm: x bằng trừ 1 và x bằng trừ C trên A. Trừ C trên A có nghĩa là trừ 3, trừ của trừ 3 trên 1 là bằng 3. Đó, phương trình này chúng ta có thể nhẩm được: A trừ B cộng C bằng 0, x1 bằng trừ 1, x2 bằng trừ C trên A. Từ đây mình suy ra cặp A của chúng ta sẽ gồm hai phần tử, đó là trừ 1 và 3. Tiếp tục phương trình tiếp theo: x cộng 1 hay x trừ 3 bằng 0. Phương trình này cũng có hai nghiệm: x bằng trừ 1, đây là A nhân B bằng 0, thì hoặc A bằng 0 hoặc B bằng 0 nha. Hoặc A bằng 0 hoặc B bằng 0. Nếu mà A bằng 0 là x cộng 1 bằng 0 thì x bằng trừ 1. B bằng 0 thì 2x trừ 3 bằng 0 thì x bằng 3 phần 2. X bằng 3 phần 2. Từ đó mình có được là tập G của chúng ta gồm hai phần tử, đó là trừ 1 và 3 phần 2. Rồi, từ đó mình có thể tìm được B. Vậy, tập P của chúng ta là giao của E và G. Giao của E và G thì chúng ta lấy những phần tử vừa của E và vừa của G. Mình thấy là chỉ có phần tử này là vừa của E, vừa của G. Đó là trừ 1. Rồi, chúng ta xong bài 8. Và chúng ta cũng xong luôn bài tập của chương 1. Rồi, có chỗ nào không hiểu thì các bạn để lại comment. Còn thấy video hữu ích thì nhớ cho thầy một like cũng như là đăng ký để ủng hộ kênh thầy An nha. Rồi, thầy An hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thầy An chúc các bạn học tốt.